Ba giảng, 5 điều cần thiết để một doanh nghiệp thành công. Diễn giả, Jones Maxwell Để tôi cung cấp cho các bạn 5 điều cần thiết để một doanh nghiệp thành công. Mà nếu các bạn thực hiện những điều này mỗi ngày, thì sẽ rất là ít lợi cho các bạn. Nhân tiện thì tôi là Jones và tôi là bạn của các bạn. Tôi muốn các bạn thật thành công nên chúng ta hãy xem đó là những điều gì khi bạn làm năm điều cần có này mỗi ngày thì đó là lúc mà bạn bắt đầu kinh nghiệm những thành công đáng kinh ngạc ở trong công việc của mình vậy những điều mà bạn cần phải làm hàng ngày trong công việc kinh doanh của mình là gì đây là năm điều đó điều đầu tiên đó là sự phát triển cá nhân của bạn sự phát triển cá nhân của bạn là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp của bạn không nghi ngờ gì về điều đó. Bạn không thể cho đi những gì mà bạn không có. Bạn cần phải trở nên lớn hơn ở bên trong để bạn có thể mang lấy những trách nhiệm lớn hơn ở bên ngoài. Nên bạn cần phải phát triển bản thân, bạn cần phải đầu tư vào chính mình. Tôi luôn nói với mọi người về khoản đầu tư quan trọng nhất và bạn cần phải đầu tư trong cuộc đời của bạn, đó chính là bạn. Khi tôi ở độ tuổi giữa 20, người cố vấn của tôi đã ngồi lại với tôi và đã dạy tôi một nguyên tắc đó là cuộc sống sẽ luôn luôn thay đổi. Ông ấy nói cho tăng trưởng không phải là một điều tự nhiên xảy ra. Nếu bạn muốn phát triển thì bạn phải phát triển một cách có mục đích. Bạn cần phải có chủ ý trong việc đó. Nhân tiện thì già đi là một điều tự nhiên xảy ra, nhưng trở nên tốt hơn không phải là một điều tự nhiên xảy ra. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn thì bạn cần phải cố gắng để trở nên tốt hơn. Bạn phải có chủ ý trong sự phát triển bản thân của bạn. Tại sao điều đó lại là cần thiết ạ? À? Câu trả lời rất là đơn giản. Đó là bởi vì doanh nghiệp của bạn sẽ chỉ phát triển đến cấp độ phát triển của bạn. Trong thang điểm từ 1 đến 10, nếu tôi chỉ được 5, thì doanh nghiệp của tôi cũng sẽ chỉ phát triển đến được cấp độ 5. Không bao giờ có chuyện doanh nghiệp của bạn lại có thể phát triển lớn hơn bạn. Điều đó chưa bao giờ xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra nên uh, nếu tôi tiếp tục phát triển thì công việc kinh doanh của tôi sẽ tiếp tục phát triển khi tôi phát triển thì doanh nghiệp của tôi cũng phát triển mọi người luôn hỏi tôi làm thế nào để doanh nghiệp của tôi phát triển câu trả lời rất là đơn giản bạn phải phát triển bản thân của mình bạn cần phải phát triển bản thân của mình thì doanh nghiệp của bạn mới phát triển bởi vì điều duy nhất có thể đảm bảo rằng ngày mai sẽ tốt hơn đó là bạn cần phải phát triển ngày hôm nay đó là sự đảm bảo duy nhất nên nếu bạn có hy vọng về ngày mai thì hy vọng đó không nên dựa trên những gì được gọi là dự đoán về tương lai hy vọng đó cần phải dựa trên thực tế là tôi đang trở nên tốt hơn và nếu tôi trở nên tốt hơn, tôi tốt, hơn. Tôi tốt hơn thì tôi sẽ làm tốt hơn và nếu tôi làm tốt hơn thì công việc kinh doanh của tôi sẽ trở nên tốt hơn đó là cách mà nó hoạt động đó là lý do tại sao việc phát triển bản thân của bạn lại quan trọng nên việc đầu tư vào bản thân của mình là điều cần thiết nếu bây giờ bạn ở trong văn phòng tại nhà của tôi thì bạn sẽ thấy ở phía bên phải bàn làm việc của tôi là khóa học đầu tiên mà tôi mua. Đó là một khóa học về việc đặt mục tiêu từ Viện Success Motivation Institute ở Waukeo, Texas. Tôi đã tốn 799 đô để mua nó. Mà hồi đó, vào những năm 70, thì đó là cả một tháng lương của tôi. Tôi đã phải mất 8 tháng tiết kiệm tiền để mua được nó. Tôi vẫn giữ nó ở ngay chỗ dễ thấy đó, bởi vì đó là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà tôi từng thực hiện. Và khoản đầu tư đó đã mang lại cho tôi hàng triệu đô. Đó là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận đối với tôi. Đó là khoản đầu tư đầu tiên của tôi và chính mình, bởi vì khóa học đó đã dạy tôi biết cách thiết lập mục tiêu, nó dạy tôi biết cách phát triển bản thân cũng như cách đạt được mọi thứ. Nó giúp tôi trở thành một người lớn hơn để tôi có thể có được một doanh nghiệp lớn hơn. Nên các bạn cần điều đó và tôi cũng cần điều đó. Tất cả chúng ta đều cần điều đó. Nên yếu tố đầu tiên trong năm yếu tố cần thiết đó đó là phát triển bản thân. Đó là điều mà bạn cần phải làm mỗi ngày. Yếu tố thứ hai trong số 5 yếu tố cần thiết đó đó là sự kết nối với mọi người, liên hệ tốt với họ. Tôi đã viết một cuốn sách cách đây vài năm có tên là Ai cũng giao tiếp nhưng ít người kết nối. Tôi thích cuốn sách đó, nó nói về cách để bạn có thể làm được nhiều hơn ngoài việc chỉ giao tiếp với mọi người. Làm thế nào để chúng ta có thể thực sự kết nối với họ? Đây là điều cần thiết bởi vì những gì đang xảy ra đó là với tư cách là những người lãnh đạo, Chúng ta phải tìm hiểu người ta trước khi có thể lãnh đạo người ta. Rất nhiều người chỉ đang cố gắng lãnh đạo nhưng lại không cố gắng tìm hiểu người khác. Bạn biết rõ điều này đúng không ạ? Khi bạn dẫn một khách hàng đến một ngôi nhà mà họ có thể muốn mua, bạn phải biết rõ ngôi nhà đó tất nhiên rồi, nhưng mà bạn cũng cần phải biết người mà bạn sẽ đưa đến xem ngôi nhà đó. Bạn phải biết họ thích gì, điều gì sẽ thúc đẩy họ mua hàng khi dạy về lãnh đạo tôi có nói về bảy động lực chính thúc đẩy con người bởi vì không phải tất cả mọi người đều có những động lực thúc đẩy khác nhau nếu tôi muốn dẫn dắt tốt một người thì tôi sẽ không dẫn dắt họ bởi những gì thúc đẩy tôi mà tôi sẽ dẫn dắt họ bởi những gì thúc đẩy họ nên tôi phải hỏi họ chứ tôi không thể chỉ giả định được. Bạn có biết là giả định là nguyên nhân của mọi rắc rối trong việc lãnh đạo không ạ? Tôi phải tìm ra những động lực thúc đẩy đó là gì. Vậy thì làm thế nào mà tôi tìm ra được chúng? Làm thế nào để tôi có thể tìm thấy những gì thúc đẩy họ? Đó là bằng cách đặt câu hỏi. Tôi đã ở New York và đã thực hiện một số phỏng vấn với báo chí và truyền thông. Thật là thú vị khi một trong những phóng viên ở đó đã hỏi tôi rằng là, John, sự khác biệt trong cách lãnh đạo của anh cách đây 30 năm và bây giờ là gì? Tôi trả lời, sự khác biệt lớn nhất đó là 30 năm trước tôi lãnh đạo bằng cách chỉ đạo. Tôi biết mình muốn đạt được điều gì, cho nên tôi nói với những người ở dưới sự lãnh đạo của tôi, đó là, kia là đỉnh núi, chúng ta hãy đi đến đó nhưng bây giờ tôi lãnh đạo họ bằng cách đặt câu hỏi bởi, bởi vì tôi phát hiện ra là không phải ai cũng muốn đến đỉnh núi mà tôi muốn đến, đến. Không, không phải ai cũng muốn đến, đánh 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 đến đó giống như tôi khi tôi, tôi còn, còn trẻ, trẻ tôi không nhận ra điều đó tôi nghĩ ai cũng như tôi và họ cũng có quan điểm giống quan điểm của tôi nhưng mà tôi đã học được qua nhiều năm rằng điều mà tôi cần làm với tư cách là một người lãnh đạo không phải là bắt đầu lãnh đạo mà là bắt đầu tìm hiểu và thì tôi phải bắt đầu tìm hiểu bằng cách nào tôi bắt đầu tìm hiểu bằng cách đặt câu hỏi nếu tôi làm bất động sản thì tôi sẽ muốn tìm hiểu người mà tôi dẫn đi xem nhà đó là người như thế nào. Thực ra, tôi phải nói điều này với các bạn, đó là tôi sẽ không thể dẫn họ đến đúng ngôi nhà mà họ muốn nếu mà tôi không biết họ thực sự muốn gì và điều gì mà sẽ thúc đẩy họ mua căn nhà đó. Nên các bạn cần phải tìm hiểu họ trước khi dẫn dắt họ việc kết nối với mọi người thực sự rất là quan trọng yếu tố cần thiết tiếp theo cũng rất là quan trọng đó là cách mà chúng ta suy nghĩ cách tôi suy nghĩ như thế nào thực tế thì ranh giới lớn nhất giữa những người thành công và những người không thành công đó là cách mà họ suy nghĩ đó là khoảng cách lớn nhất Tôi không nói là các bạn cần phải thông minh kiệt xuất, nhưng mà điều tôi muốn nói đó là cách mà các bạn cần phải suy nghĩ. Bởi vì người thành công có suy nghĩ hoàn toàn khác so với người không thành công. Cách đây vài năm thì tôi đã viết một cuốn sách có tên là Cách nghĩ của người thành công. Trong đó tôi liệt kê ra 11 triệu suy nghĩ của những người thành công khiến họ khác biệt với những người khác. Đó là một điều rất là chính xác. Cha tôi qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm nay. Ông thọ được 98 tuổi. Ông là một người đàn ông rất là tuyệt vời, một người lãnh đạo rất là tuyệt vời. 50 năm trước, tôi với ông ấy đã nói chuyện với nhau về điều gì đã khiến ông ấy thành công. Và ông ấy nói cho nào, đó là bởi vì ba suy nghĩ khác với những người khác. Ông ấy kể cho tôi nghe câu chuyện ông ấy đã từng lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở miền nam Ohio. Và ở đó, mọi người đều nghèo, ngoại trừ ba gia đình nọ. Ông ấy là một đứa trẻ đầy năng lượng và thích làm việc, nên khi còn đang học cấp 2, khoảng lớp 7, lớp 8, thì ông ấy đã làm việc cho ba gia đình đó, nên ông ấy đã ở bên họ và ông ấy cứ tự hỏi mình tại sao họ lại thành công mà phần còn lại của thị trấn lại nghèo đến vậy. Và đến năm cuối cấp, ông ấy đã đi đến kết luận rằng sở dĩ họ giàu như vậy là bởi vì ba gia đình đó có những suy nghĩ khác với những người khác. Và ông ấy nói rằng, Điều đó đã đưa ba đến chỗ hiểu được sức mạnh của những suy nghĩ đúng đắn. Tôi ước gì tôi có thể có một giờ để nói về điều này với các bạn, bởi vì đây là điều quan trọng nhất trong những gì mà tôi muốn nói với các bạn trong ngày hôm nay. Nhưng mà tôi lại không có đủ thời gian ở đây. Nhưng mà hãy tin tôi, cách mà các bạn suy nghĩ sẽ định hình mọi vấn đề mà các bạn đang phải đối diện. Mọi khách hàng, mọi ngôi nhà mà các bạn muốn bán, tất cả đều bắt đầu bằng suy nghĩ của các bạn tôi ước gì tôi có thể cho các bạn tất cả những điều để các bạn có thể suy nghĩ đến tôi có cả một danh sách dài những điều để các bạn có thể suy nghĩ đến để từ đó giúp các bạn thành công nhưng mà để tôi chia sẻ cho các bạn một ít trong số chúng và đây là cách suy nghĩ của tôi đó là luôn có một giải pháp à, bạn có thể nói là Jones ý ông là luôn có một giải pháp à điều tôi muốn nói rất là đơn giản đó là luôn có một giải pháp tôi biết nhiều người nghĩ rằng là không có giải pháp nào cả nhưng mà luôn có một giải pháp vấn đề là hiện tại họ chưa thấy mà thôi thực ra tôi biết rằng không phải lúc nào cũng có một giải pháp nên điều thứ hai mà tôi biết đó là thường thì có nhiều hơn một giải pháp nói cách khác hầu như luôn có nhiều hơn một cách để đạt được bất cứ điều gì quan trọng trong cuộc sống nhưng mà ít nhất thì luôn có một giải pháp tôi luôn sống với điều đó nó cho phép tôi nhìn thấy những khả năng chứ không phải chỉ nhìn thấy những vấn đề bây giờ để tôi giải thích điều này có sự khác biệt giữa hai câu hỏi này tôi sẽ cho bạn biết chúng là gì và hãy xem liệu các bạn có thể nhận ra được sự khác biệt đó ngay lập tức hay không câu hỏi thứ nhất đó là tôi có thể làm được điều đó không và câu hỏi thứ hai đó là tôi có thể làm điều đó bằng cách nào đó là khoảng cách giữa người thành công và người không thành công người không thành công thì lúc nào cũng sẽ tự hỏi à, tôi có thể làm được điều đó không à, tôi không thấy cách nào cả tôi tôi không nghĩ vậy à, tôi không biết nên à, khi tôi hỏi là tôi có thể làm được điều đó không thì tức là tôi đang mở cửa cho những sự bao chữa tôi đang mở cửa cho những sự trở ngại và rào cản đến với tôi nhưng mà khoảnh khắc tôi nói tôi có thể làm điều đó bằng cách nào thì tức là tôi đã xác định rằng tôi sẽ làm điều đó tôi không còn ở chỗ không biết mình có thể làm được điều đó hay không nữa bây giờ tôi đang ở chỗ tôi có thể làm được điều đó bằng cách nào nghĩa là tôi sẽ làm được điều đó luôn có một giải pháp và tôi sẽ tìm ra giải pháp đó bây giờ câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào tôi có thể tìm ra giải pháp đó giải pháp đã có sẵn rồi và tôi sẽ tìm ra nó bạn có nhận ra sự khác biệt đó không ạ đây chính là điều sẽ tạo ra sự khác biệt trong công việc kinh doanh của các bạn bởi vì đây là điều đã tạo ra sự khác biệt giữa những người thành công và những người bỏ cuộc các bạn cần phải có cách suy nghĩ rằng là tôi có thể làm được điều đó bằng cách nào nếu các bạn có lối suy nghĩ là À, tôi có thể làm được điều đó hay không thì các bạn coi như xong rồi bởi vì các bạn sẽ thấy rất là nhiều vấn đề hãy nhớ điều này mọi cơ hội đều được ngụy trang dưới dạng những vấn đề cơ hội không xuất hiện trước mặt các bạn như là những bản hiệu neon ở las vegas nói rằng à đây là cơ hội này đây là cơ hội này nếu nó mà rõ ràng như vậy thì mọi người đều sẽ nắm bắt cơ hội ngay lập tức nhưng mà lý do mọi người không nhìn thấy cơ hội là bởi vì nó hầu như luôn được ngụy trang dưới những vấn đề thử thách và khó khăn họ nói à, tôi không muốn đến đó ý tôi là họ không phải là những người nói rằng tôi có thể làm điều đó bằng cách nào nên họ không đến đó và họ không mở ra cánh cửa vấn đề đó để tìm ra đâu là những cơ hội có một người đến gặp tôi và nói là ừ, tôi nghĩ rằng là tôi đã đánh mất một cơ hội vào tháng trước rồi tôi nói là đừng lo ai đó đã tìm được nó rồi nếu bạn sống ở chỗ tôi có thể làm được điều đó không thì các bạn đang để cho cơ hội trôi qua mỗi ngày và cũng đừng lo là các bạn đã đánh mất nó bởi vì những người xung quanh các bạn là những người đang tự hỏi là à, tôi có thể làm điều đó bằng cách nào thì họ sẽ là những người tìm được những cơ hội đó cơ hội không bao giờ bị mất đi chỉ là bạn đã không nắm bắt nó bởi vì cách suy nghĩ của các bạn không đúng tôi sẽ cho các bạn thấy một điều khác và điều này cũng rất là quan trọng đó là thất bại và thành công luôn đi cùng với nhau đừng tách chúng ra thế giới muốn tách thành công và thất bại ra làm hai họ nói rằng con đường thất bại ở đây và con đường thành công ở chỗ kia về cơ bản họ đang nói rằng bạn muốn thành công và bạn không muốn thất bại nhưng mà họ đang sống ở trong thế giới nào vậy bởi vì tất cả những người thành công đều đã từng thất bại họ thành công bởi vì họ đã học được từ những thất bại của mình Hello? Thất bại là một bài học rất là tốt. Đó là một tài sản lớn trong cuộc đời của bạn. Bạn sẽ không bao giờ muốn nó ra khỏi cuộc đời của bạn. Nhưng bạn muốn nó ở đó để dạy bạn điều gì đó. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Và sẽ rất là tuyệt vời khi mà các bạn đặt hai điều đó ở cùng với nhau. Nên khi thất bại thì bạn hãy nói rằng là tôi sẽ học được từ thất bại này để tiến về phía trước. Cách đây vài năm thì tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn nhận được bài học. Giá trị của sự thất bại đó là nó là một cơ hội để học hỏi. Tôi có cơ hội nói chuyện với CEO của công ty công nghệ lớn thứ hai thế giới hiện nay. Ông ấy nói với tôi về sự thành công đáng kinh ngạc của họ và cả những khó khăn, thách thức, mất mát và thất bại của họ. Và tôi hỏi ông ấy, ông có muốn quay lại và làm gì đó để không gặp phải những thất bại đó không? Vì tôi là ông có muốn thay đổi quyết định đó không? Nó có vẻ không tốt chút nào. Thì tôi là tất cả chúng ta đều muốn thay đổi điều gì đó trong quá khứ của mình và chúng ta muốn quay trở lại và nói là a à, ước gì mà tôi có thể chọn lựa lại. Nhưng mà điều thú vị là ông ấy nói không. Ồ, oh, không à. Ông không muốn thay đổi bất cứ điều gì à, trong số những điều đó à. Ông ấy nói không cho nè. À bởi vì những sai lầm của tôi đó là những thất bại mà tôi đã học được rất là nhiều từ chúng tôi đã học được rất là nhiều về bản thân mình tôi đã học được rất là nhiều về công ty của tôi tôi đã học được rất là nhiều về những gì không hiệu quả ông ấy nói rằng tôi có được tôi của ngày hôm nay đó là bởi vì tôi đã học được từ những thất bại đó của mình điều ông ấy đang nói đó là phẩm chất của tôi con người mà tôi có được ngày hôm nay là kết quả của việc tôi đã vượt qua những ngày tháng khó khăn đó nên nếu tôi quay trở lại và thay đổi những điều mình đã làm sai đó thì tôi sẽ đánh mất những bài học quý giá đó của mình và nếu mà tôi đánh mất những bài học đó thì tôi sẽ đánh mất con người và phẩm chất mà tôi có được ngày hôm nay tôi không muốn thực hiện giao dịch đó không tôi chấp nhận thất bại đó vì tôi đã học được bài học từ đó rồi các bạn thấy không ạ à? ông ấy hiểu thất bại và thành công luôn đi đôi với nhau nên khi mọi người nói về điều gì đó đã đánh bại họ thì hãy lắng nghe câu chuyện của họ hãy để cho họ tự do chia sẻ những điều đó khi họ đã nói xong về sự thất bại của mình rồi thì hãy nói với họ uh, tôi có một câu hỏi muốn hỏi bạn đó là bạn đã học được gì từ những thất bại đó rồi nếu bạn không học được điều gì đó từ những thất bại đó thì các bạn sẽ lại tiếp tục gặp phải những thất bại đó trong tương lai nhưng mà nếu các bạn học được điều gì đó từ những sự thất bại đó rồi thì bây giờ các bạn đã có thể cải thiện bản thân mình bây giờ bạn đột nhiên trở thành một người khác bạn bước đi từ thất bại đến thành thành công. Đó là những gì mà bạn cần phải làm, đó là điều mà tất cả những người thành công đều đã làm. Tôi có thể tiếp tục nói về những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ và những điều đó sẽ giúp cho các bạn khác biệt với những người không suy nghĩ một cách đúng đắn. Yếu tố tiếp theo mà các bạn cần có để có được một doanh nghiệp thành công đó là sự lãnh đạo mọi doanh nghiệp thành công đều cần phải có sự lãnh đạo tốt. Tôi đã viết một cuốn sách có tên là 21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo. Đó là cuốn sách về lãnh đạo bán chạy nhất thế giới. Hàng triệu bản trong 50 ngôn ngữ khác nhau đã được bán ra. Và một trong những nguyên tắc mà tôi nói đến trong cuốn sách đó đó là nguyên tắc giới hạn. Về cơ bản, nguyên tắc giới hạn cho biết bạn có thể lãnh đạo tốt đến đâu, bạn sẽ thành công đến mức nào. Tôi nói các bạn nghe, nếu các bạn lãnh đạo tốt, thì các bạn sẽ thành công. Nếu các bạn không lãnh đạo tốt, thì các bạn sẽ không thành công. Để tôi giải thích một cách nhanh chóng cho các bạn về nguyên tắc giới hạn. Nếu đây là khả năng lãnh đạo của tôi, nếu đây là cách mà tôi lãnh đạo, xét trên thang điểm từ 1 đến 10, bây giờ tôi đang ở vị trí số 5. Nếu đây là giới hạn trong sự lãnh đạo của tôi, thì công việc kinh doanh của tôi không thể vượt qua được vị trí số 5 này, bởi vì tôi bị giới hạn trong sự lãnh đạo của mình. Công việc kinh doanh của tôi không thể vượt lên trên giới hạn lãnh đạo của tôi trong lịch sử nhân loại không có một công việc kinh doanh nào phát triển vượt qua giới hạn của người lãnh đạo của tổ chức đó điều đó chưa bao giờ xảy ra và nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra khi tôi chia sẻ về nghệ thuật lãnh đạo mọi người luôn hỏi tôi là john khả năng lãnh đạo của chúng ta là bẩm sinh phải không lúc đó tôi luôn đưa ra cho họ cùng một câu trả lời đó là tôi chưa bao giờ gặp một người nào bẩm sinh đã có khả năng lãnh đạo điều họ thực sự đang hỏi đó là liệu chúng ta sinh ra đã là một người lãnh đạo hay là chúng ta có thể học được khả năng lãnh đạo Vâng, bạn có thể học được khả năng lãnh đạo. Tôi đã dạy 6 triệu người ở khắp các quốc gia trên thế giới về khả năng lãnh đạo. Tổ chức của chúng tôi là tổ chức lớn nhất huấn luyện về lãnh đạo ở trên thế giới này, và đó là lập trường của chúng tôi. Bạn có thể học được khả năng lãnh đạo. Bây giờ, đây là điều tuyệt vời. Chúng ta hãy xem lại ví dụ minh họa của tôi. Nếu bạn đang được 5 điểm trong khả năng lãnh đạo thì tổ chức của các bạn, doanh nghiệp của các bạn sẽ được mấy điểm ạ? À? Nó sẽ chỉ được 4 hoặc là cùng lắm là 5 điểm. Chứ nó không thể nào được 6 hoặc là 7 điểm. Bạn nói à, tôi sẽ thay đổi điều đó. Tốt thôi, nhưng mà hãy nhớ rằng mức độ thành công của công ty sẽ không quyết định mức độ thành công của bạn, mà ngược lại, chính thành công trong sự lãnh đạo của bạn sẽ quyết định mức độ thành công của công ty. Nhưng mà tin tốt đó là các bạn có thể học để phát triển khả năng lãnh đạo của mình. Bạn đang ở thang điểm 5, và rồi bạn đột nhiên bắt đầu phát triển khả năng lãnh đạo của mình. Và kết quả là bạn đi từ 5 đến 6, rồi đến 7, rồi đến 8. Bây giờ, khi các bạn làm những điều đó rồi, thì giới hạn của sự lãnh đạo của các bạn đã được nâng lên. Và thì bây giờ khi mà tôi kinh doanh thì điều gì sẽ xảy ra? Bởi vì giới hạn cũ không còn nữa, nên công việc kinh doanh của tôi cứ thế phát triển theo sau mức độ lãnh đạo của tôi. Đó là lý do tại sao sự lãnh đạo lại quan trọng và đó là lý do tại sao bạn lại cần phải học cách lãnh đạo tốt hơn nên đó là điều cần thiết mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn điều thứ năm và đây là một yếu tố rất là quan trọng đó là làm những điều ý nghĩa đó là làm những điều có ý nghĩa thường thì chúng ta nghĩ sự thành công là về tôi về những gì tôi đã làm về sự nghiệp của tôi về số tiền mà tôi kiếm được về cách mà tôi chu cấp cho gia đình của mình nhân tiện thì tôi muốn tất cả các bạn thành công tôi không phản đối vì các bạn thành công nhưng các bạn phải hiểu một số điều về thành công nhưng các bạn phải hiểu một số điều về sự thành công đó là nếu các bạn thành công như vậy mà thôi thì điều đó sẽ không thực sự mang lại cho các bạn hạnh phúc hôm qua tôi đã ở trong studio cả ngày với steve harvey chúng tôi đã dành cả ngày để phát triển một sản phẩm kỹ thuật số về cách để kết nối với mọi người trong khoảng thời gian nghỉ ngơi steve và tôi nói chuyện với nhau về tiền bạc và thành công và nói về những người bạn của ông ấy ông ấy nói về một người bạn là tỷ phú của ông ấy người đó hiện đang rất là bất hạnh và thậm chí muốn tự tử tôi biết rất là nhiều người kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà họ lại không hạnh phúc bởi vì nếu bạn định nghĩa thành công như vậy thì thường nó sẽ tập trung quá nhiều về chính bạn thành thật mà nói với các bạn tôi nghĩ rằng sống thành công là nghĩ về tôi còn sống ý nghĩa là sống nghĩ về người khác sống thành công là tăng thêm giá trị cho tôi sống ý nghĩa là tăng thêm giá trị cho người khác khoảnh khắc bạn sử dụng cuộc sống của mình để tăng thêm giá trị cho người khác thì bạn sẽ nhận được sự thỏa lòng và hạnh phúc mà bạn sẽ không tìm được ở bất kỳ đâu đó là sự thật tôi đã gặp được rất là nhiều người thành công nhưng mà họ lại không hạnh phúc tôi chưa bao giờ gặp một người không hạnh phúc và không thỏa lòng mà lại có một cuộc sống có ý nghĩa sống có ý nghĩa đưa chúng ta đến một cấp độ sống cao hơn và tôi muốn các bạn có thể kinh nghiệm được điều đó Tôi muốn các bạn thành công trong công việc kinh doanh của mình. Tôi muốn các bạn kiếm được thật là nhiều tiền. Nhưng mà tôi cũng muốn các bạn hiểu rằng, thế giới này không chỉ có các bạn, mà còn có gần 8 tỷ người khác nữa. Nên vì cớ bạn là một người sống ở trong thế giới này, nên cũng hãy nghĩ về cuộc đời của những người khác nữa. Hãy bắt đầu nghĩ xem bạn có thể làm được gì để giúp cho thế giới đó nên chúng ta đã bắt đầu bài học này bằng việc nói về cách để doanh nghiệp của bạn có thể thành công và chúng ta biết được rằng chúng ta có thể làm được điều đó khi chúng ta có những công cụ phù hợp cùng với những hành động tập trung và nhất quán chúng ta đã thảo luận với nhau rằng nếu bạn có thể thực hiện năm điều này trong công việc kinh doanh của bạn nếu bạn có sự phát triển bản thân nếu bạn có sự kết nối tốt với mọi người nếu bạn có cách suy nghĩ đúng đắn nếu bạn có sự lãnh đạo tốt nếu bạn có thể làm được những điều ý nghĩa, nếu bạn có thể làm được năm điều đó thì doanh nghiệp của các bạn sẽ rất là thành công, thực tế là bạn sẽ rất thành công. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đó cũng là điều mà tôi muốn các bạn có được. Tôi muốn các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học này. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai của bài học này có tên là Bức tranh lớn câu hỏi được đặt ra không phải là tôi có đang phát triển hay không mà là tôi đang phát triển điều gì tôi gọi những gì mà tôi sẽ phát triển là bức tranh lớn tôi nghĩ có bốn điều giúp cho mọi người thành công và tôi nghĩ bạn phải giỏi bốn điều này và khi các bạn giỏi bốn điều này rồi thì thành công chắc chắn đến với các bạn đầu tiên là các bạn cần phải giỏi về các mối quan hệ bạn cần phải giỏi kết nối với mọi người Mọi người sẽ không đồng hành với các bạn nếu họ không thể hòa hợp với các bạn. Bạn cần phải có những mối quan hệ tốt. Bạn phải giỏi trong việc trang bị cho người khác. Bạn cần phải biết cách để huấn luyện và phát triển con người. Bởi vì các bạn không thể làm thành bất cứ việc lớn gì trong cuộc đời nếu các bạn không nhờ người khác làm điều đó cùng với các bạn. Nên để làm được điều đó thì các bạn cần phải biết cách huấn luyện và trang bị. Bạn cần phải có một thái độ tốt. Bởi vì thái độ tốt sẽ giúp bạn vượt qua nghịch cảnh là điều ai cũng sẽ gặp phải nhưng nếu thái độ của bạn không tốt, thì nó sẽ khiến cho nghịch cảnh hạ gục các bạn. Bạn phải giỏi lãnh đạo. Bạn phải có khả năng ảnh hưởng đến người khác. Tôi nghĩ bạn cần phải giỏi cả bốn điều đó, cho dù bất kể nghề nghiệp của các bạn là gì, sự kêu gọi của các bạn là gì, công việc của các bạn đang làm là gì đi nữa. Bạn cần phải giỏi trong các mối quan hệ. Bạn cần phải giỏi việc huấn luyện và trang bị cho mọi người. Bạn cần phải có thái độ tốt và bạn phải giỏi lãnh đạo. Ở tuổi 25, Tôi quyết định đó là bốn chìa khóa giúp tôi có thể có được thành công trong sự nghiệp của mình. Sau đó, khi tôi bắt đầu viết sách, tôi ấn định trong lòng rằng tôi sẽ thường xuyên viết về bốn điều đó. Nếu đó là sách của John Maxwell, thì bạn sẽ thấy là bốn điều đó sẽ luôn được nói đến, bởi vì đó là chìa khóa thành công của tôi. Điều khiến mọi người mua sách của tôi, đó là bởi vì tôi liên tục viết về điều gì đó sẽ làm cho họ trở nên tốt hơn nó có hiệu quả với họ hãy kết hợp bốn điều đó với năng khiếu hoặc là điểm mạnh của các bạn bất kể các bạn là ai và các bạn có năng khiếu gì thì các bạn cũng cần phải phát triển trong những lĩnh vực đó ví dụ như tôi có năng khiếu giao tiếp thì tôi nên đọc rất là nhiều sách về giao tiếp cũng vậy hãy áp dụng điều đó với những điểm mạnh của mình hãy tập trung sự phát triển của bạn vào bốn hoặc là năm lĩnh vực trong cuộc sống của các bạn điều đó không có nghĩa là bạn không thể phát triển những lĩnh vực khác nhưng mà điều đó có nghĩa là bạn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất nếu bạn tập trung phát triển những lĩnh vực mà bạn có năng khiếu đó sau đó bạn cũng cần phải đo lường sự phát triển của mình bởi vì điều gì có thể đo lường được thì điều đó cũng sẽ thực hiện được nên cuối mỗi năm tôi thường tự hỏi mình là tôi đã làm tốt như thế nào trong lĩnh vực này rồi tôi đã giỏi hơn chưa tôi có đang phát triển không tôi có thể đo lường điều đó bằng cách nào sau đó là làm thế nào để tôi có thể áp dụng những gì mà tôi đã học được vào trong lĩnh vực đó bởi vì khoảnh khắc mà tôi học được điều gì đó thì câu hỏi mà tôi đặt ra đó là làm thế nào để tôi có thể áp dụng điều đó vào trong cuộc sống của mình làm thế nào để tôi có thể chuyển tải điều đó cho những thành viên ở trong đội của mình đó là cách một người lãnh đạo cần phải suy nghĩ đó là lý do tại sao tôi rất vui mừng khi các bạn có mặt ở đây bởi vì các bạn ở đây đại diện cho hàng trăm ngàn người khác những điều các bạn đang học ở đây các bạn nói ô oh, tốt quá làm thế nào để tôi có thể áp dụng điều này cho tôi làm thế nào để tôi có thể áp dụng vào trong cuộc sống của tôi làm thế nào để tôi có thể áp dụng nó cho những người ở trong nhóm của tôi đó là lý do mà tôi ở đây để giúp các bạn tôi ở đây để cung cấp cho các bạn không chỉ để các bạn học những nguyên tắc này cho chính mình mà còn để các bạn học và dạy lại cho những người của mình nữa sau khi tôi đã làm tất cả những điều đó rồi thì tôi tập trung vào những điều sau đầu tiên đó là phát triển bản thân đó là ưu tiên số một trong cuộc đời của tôi. Để một ngày trôi qua mà không phát triển chút nào, thì đó là điều không thể chấp nhận được đối với tôi. Nên tôi ý thức được rằng mình cần phải phát triển bản thân 24 trên 7, và tôi cần phải liên tục làm điều đó. Điều thứ hai, đó là tìm kiếm cơ hội phát triển trong mọi tình huống. Tôi không chỉ xem đó là ưu tiên hàng đầu của mình, mà tôi còn tự hỏi mình có những cơ hội nào phát triển xung quanh tôi không? Tôi đã tận dụng được những cơ hội phát triển đó chưa? tôi phải đặt ra cho mình những câu hỏi về sự phát triển đó và điều thứ ba đó là tôi đặt ra những câu hỏi sẽ giúp tôi phát triển sự phát triển không tìm đến tôi mà tôi phải chủ động tìm đến nó nên tôi lúc nào cũng cần phải tự hỏi mình về sự phát triển nên nếu tôi ở bên bạn tôi sẽ hỏi bạn là bạn đã đọc gì bạn đã nói chuyện với ai những kinh nghiệm nào đã giúp bạn trưởng thành? Tôi sẽ thường xuyên hỏi bạn những câu hỏi đó. Tôi sẽ làm bạn phát điên với những câu hỏi như vậy. Là cuối cùng tôi và Jim Collins gặp nhau là khi chúng tôi được mời để nói chuyện ở cùng một hội nghị ở Las Vegas. Khi đi ăn trưa với nhau, ông ấy ngồi xuống và tôi cũng ngồi xuống. Chúng tôi ngồi xuống nhìn nhau rồi vội vàng rút giấy bút ra. Cứ như là thi xem ai nhanh hơn. Chúng tôi uh, nghiêng về phía trước Và bởi vì chúng tôi biết chúng tôi chỉ có một giờ 15 phút để nói chuyện thôi Nên chúng tôi bỏ qua tất cả những khoảng xã giao Ông ấy có những câu hỏi cho tôi Và tôi cũng có những câu hỏi cho ông ấy Tôi hỏi câu hỏi đầu tiên Ông ấy nói là, à như vậy là không công bằng rồi Ông ấy nói, tôi cũng có những câu hỏi mà Tôi nói là, nhưng mà cứ để tôi hỏi trước đi Nên tôi đã hỏi câu hỏi đầu tiên của mình Chúng tôi cứ hỏi đi hỏi lại như vậy Tại sao chúng tôi lại làm điều đó à Đó là bởi vì James Collins và tôi biết điều gì đó chúng tôi chỉ đang cố gắng phát triển bản thân chúng tôi không nói về những nơi mà chúng tôi đã đi những gì chúng tôi đã làm và những người mà chúng tôi đã biết bạn có mệt mỏi với tất cả những điều đó không ạ cách mà chúng tôi làm lúc đó là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho người khác để học hỏi mọi điều có thể học được từ người đó tôi đã học được rằng sự phát triển là kết quả của những câu hỏi chứ không phải là kết quả của những câu trả lời nên các bạn cần phải liên tục tò mò để đặt câu hỏi nên tôi đã đặt ra những câu hỏi để giúp tôi phát triển. Tôi ghi chép lại những gì mà tôi học được mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi ghi lại những gì mà tôi học được vào trong điện thoại của tôi. Tôi đặt các danh mục cho chúng và đặt chúng vào trong đó. Đó là cách mà tôi học tập và đó là cách mà tôi phát triển. Tôi cũng muốn đảm bảo rằng, ngay khi tôi học được điều gì đó từ bạn, tôi sẽ lưu nó vào trong điện thoại của tôi ngay lập tức. Bởi vì điều lãng phí thời gian số một, đó là tìm kiếm những gì đã mất. Bạn có biết tại sao bạn lại đánh mất chúng không? đó là bởi vì ngay từ đầu bạn đã không có một nơi nào để bỏ chúng vào nên hệ thống mà tôi đã thiết lập cho phép tôi có nơi để lưu trữ mọi thứ để tôi không làm mất chúng để tôi có thể nhanh chóng tìm được chúng khi tôi cần để tôi có thể học từ chúng để tôi có thể trưởng thành từ chúng và để tôi có thể truyền lại chúng cho người khác. Mỗi ngày tôi cố gắng truyền lại cho người khác những gì mà tôi đã học được. Tôi nóng lòng muốn chia sẻ với họ những điều đó. Bởi vì mỗi khi tôi truyền lại cho người khác những gì mà tôi đã học được thì đó cũng là lúc mà tôi củng cố thêm những gì mà tôi đã được học. Nó cho phép tôi ghi khắc sâu hơn những điều đó để nó có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn nữa trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay với câu chuyện này và tôi thích điều này. Cha mẹ của một bé gái 9 tuổi có tên là Elizabeth Stort. Họ đã lắng nghe các bài giảng của tôi, à, họ có các video bài giảng của tôi và họ thường hay đọc sách của tôi. Nên à, cô con gái 9 tuổi của họ gần như là tiếp thu một cách thụ động những điều mà tôi đã dạy. Và đây là điều đã được viết ra bởi cô bé Elizabeth Stort 9 tuổi đó. Cô bé nói rằng John Maxwell nói rằng hãy luôn nỗ lực hơn những người khác. Ông ấy cũng nói Hãy luôn áp dụng điều đó cho chính mình trước khi áp dụng điều đó cho người khác. Tôi nghĩ, hay, ông ấy nói đúng, bởi vì nếu bạn áp dụng cho người khác trước khi áp dụng cho chính mình thì bạn sẽ không biết mình đã làm gì. Elizabeth đó chỉ có 9 tuổi. Tôi nghĩ một đứa bé mà còn có thể hiểu được điều đó thì uh, tôi hy vọng là các bạn cũng có thể hiểu được những điều mà tôi đã chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn đã hiểu được những điều đó rồi. Mọi người thường biết đến tôi với vai trò là người dạy về lãnh đạo, nhưng mà tôi cũng rất là nhiệt huyết với lĩnh vực phát triển bản thân. Lý do tôi nhiệt huyết với lĩnh vực phát triển bản thân đó là vì nếu bạn muốn phát triển khả năng lãnh đạo bên trong mình, thì các bạn cần phải phát triển bản thân của mình. Điều tuyệt vời đó là nếu bạn làm điều đó trong vòng một năm, thì thành thật mà nói với các bạn, các bạn sẽ không còn nhận ra chính mình nữa. Các bạn có lẽ sẽ phải giới thiệu lại bản thân với chính mình các bạn có lẽ sẽ nói rằng là ồ tôi ngạc nhiên vì anh đã trưởng thành như vậy chỉ trong một năm điều giữ cho tôi luôn tươi trẻ đó là nhiệt huyết trong việc phát triển bản thân của tôi tôi không có thời gian để làm những điều vô bổ tôi muốn tập trung vào những điều có giá trị và đó là những gì mà tôi muốn các bạn cũng tập trung vào trong bài học ngày hôm nay xin chúa ban phước cho tất cả các bạn